Thank you.
vị thân mời, đúng rồi, chỉ còn ít phút nữa là chương trình Gia Văn Nghệ chúc mừng lễ khánh thành ngôi Tam Bảo giai đoạn 1 của chùa Quang Minh sẽ được bắt đầu. Và đó xin được trân trọng kính mời đội văn nghệ, các đội văn nghệ sẽ cùng di chuyển vào bộ phận loa máy để cùng chọn những bài hát của mình để trước khi vào chương trình Gia Văn Nghệ chúc mừng lễ khánh thành ngôi Tam Bảo giai đoạn 1 chùa Quang Minh sẽ được bắt đầu. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng bà con nhân dân thôn Minh Cầu cũng như toàn thể quý khách thập phương sẽ cùng di chuyển vào sân chùa Quang Minh và chọn cho mình vị trí ngồi ưng ý nhất để cùng tham dự cũng như đón xem chương trình Gia Văn Nghệ chúc mừng lễ khánh thành ngôi Tam Bảo giai đoạn 1 chùa Quang Minh sẽ được bắt đầu. Một lần nữa thay lời cho ban tổ chức xin được trân trọng kính mời và cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc mừng lễ khánh thành ngôi Tam Bảo giai đoạn 1 chùa Quang Minh xin phép được bắt đầu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Giang, kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý, kính thưa toàn thể bà con nhân dân của thôn Minh Cầu và đặc biệt là kính thưa toàn thể du khách thập phương đang có mặt trong chương trình giao lưu văn nghệ chúc mừng cho đại lễ khánh thành ngôi Tam Bảo giai đoạn 1 chùa Quang Minh trong buổi tối ngày hôm nay. Và lời nói đầu tiên, Tuấn Anh và Minh Hiếu xin được thay mặt cho ban tổ chức xin được gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và một lời chào trân trọng nhất. Và kính chúc quý vị sẽ có một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Và xin mời quý vị chúng ta cùng bắt đầu chương trình giao lưu văn nghệ để chúc mừng cho đại lễ khánh thành ngôi Tam Bảo của chùa Quang Minh trong buổi tối ngày hôm nay. Và thưa quý vị thân mời, những bảo quý vị đang cùng sống trong những ngày đầu xuân mới 2023. Và những thay lời cho ban tổ chức xin gửi tới tận quý vị và gia đình luôn có thật nhiều sức khỏe, một năm mới an khang và thịnh vượng. Và thưa quý vị thân mến, để mở đầu cho cái hát của người con họ thì con họ chúng em không quên được tục mời nước mời chầu. Và tục mời nước chỉ chiếu em lại bảo đôi tay nâng chén em mời, thả thơ thơm nước cả mười ngón tay. Còn mời chầu thì người Bắc Ninh được câu nói rằng chầu xanh cau trắng chảy hồng, thúc vào với nghĩa, thúc nồng với duyên. Và chẳng mấy khi khách ký đến chơi nhà, đốt tam còn nước em pha trà em mời người xơi. Mà trần này quý lắm người ơi, mà mỗi người mỗi chén sao gia đình em vui lòng. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời quý vị cùng hướng cho thân hình của mình lên sân khấu để chào đón những liền anh, liền chị qua bài hát Ba Quan Mời Chầu. Xin được trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức và lắng nghe. Và quý vị hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xin trân trọng kính mời. Mời tổ tiền nước chùa kẻ sạn sẽ có lãng hoa dành tặng ngày hôm nay và xin mời đại đức Thích Thanh Nguyên sẽ nhận hoa. Xin mời. We'll be right back.
xin được thật cảm ơn đội múa quê hương với Sa Văn, Cô Đôi, Thượng An. Và thưa quý vị thân mến, mẹ hiền quan thi âm giọt nước nhảy hương xá dịu. Lần than mẹ hiền quan thi âm đem đến an vui vứt sạch yêu phiền. Có một lời bài hát mẹ tử bi. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị cùng muốn chặt gia đình của mình trận đấu để chuẩn bị đến với Vũ Thoan tổ tín nữ với bài hát mẹ tử bi. Và xin được mời tổ thiền đức của chùa Kẻ Sạt sẽ có lăng hoa tươi thắm dành tặng ngày hôm nay. Sau đây, quý vị cũng chờ lâu lắm rồi, sẽ là một tiểu phẩm hay đến từ đội văn nghệ của quê mi cầu chúng ta. Tiểu phẩm của Vũ Bảy, Vũ Lên và Trần Đận, tổ Đào Trang. Một tràng pháo tay thật lớn từ quý vị đúng không ạ? Với một tiểu phẩm hay vô cùng tuyệt vời, để những nụ cười đến cho toàn thể quý vị vào những đầu xuân năm mới 2023 ngày hôm nay. Một tràng pháo tay thật lớn từ toàn quý vị đúng không ạ? Vỗ tay luôn đúng không ạ? Vâng ạ.
và một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, đúng không quý vị? Thì quý vị hãy cười thật to, vỗ tay thật nhiều, đúng không ạ? Chờ mới chẳng được, ngóng mới chẳng mong. Tôi lại cứ tưởng ông hẹn tôi ra quán đà chó, chưa biết đâu, thế là tôi lại phi ra ngay. Chứ biết đâu là thủ dê mới mở quán. Chờ ông lâu quá, tôi mới tranh thủ nhâm nhi vài chén vơi đĩa rồi chó từ tối hôm qua. Xong ra đây mới nhìn thấy ông. Ừ thì đi ra nhậu thử xem món tái dê xem có ngon không. Ok, sáng hôm nay con vợ đồng đảnh của ông nó giao việc cho ông, thế ông đã làm xong chưa mà ông hẹn tôi đi nhậu. Ông mà chưa làm xong thì về lúc xẻo với lúc tay nó thôi làm món giả cầy cho chúng mình nhậu. Ôi trời ơi, thôi chúng mình đi nhậu tiếp. Bây giờ thì ông muốn uống rượu hay là uống bia để tôi còn gọi? Rượu chứ rượu, bia thì bia, chọc chọc bia thì bia. Ôi trời ơi, quá đâu. Cho một đĩa tái dê và một bát tiếp canh ra đây cho anh em. Rồi về làm việc vợ ra cũng vừa nhé. Đúng rồi đấy nhỉ. Suốt ngày vừa nói tào tháo ra đến chút ngày nhau nghẹt. Ôi trời ơi, sáng nay tôi giao cho ông một việc tập thể dục dưỡng sinh cho tôi cái sân, rồi ra tập dưỡng sinh tập dân vũ cho tôi cái lúng sâu ở ria bờ sông cửa hàng ấy. Thế rồi mà không thấy đâu cả, tôi mới về. Tôi giao cho quyết sân xong tôi về không thấy đâu. Ôi trời ơi, tôi về mà 11 giờ tôi đi làm về, cơm thì chưa thổi, chân thì chưa bít, rau thì héo khô. Ôi trời ơi, tôi gây lỗi cái cơn tắc bệnh, tôi sắn quần tôi chạy tiết đi ra quán thịt dê vẫn đang nhậu nhẹt say xỉn. Ôi trời ơi, chồng mới chặt con không ra cái thể thống công tránh trị, suốt ngày say xỉn, về ngay về nhà chết cái đời. Về về đây đi em xin từ lát trở đi. Tôi không nhậu nhẹt say xỉn nữa, tôi xin hứa với bà vợ chồng mình sẽ làm ăn kinh tế gia đình cái lạc nhau cả những người vợ yêu một nhà yêu 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 ba rồi.
Nếu mà hôm nay ông hứa với tôi, hai ông mà không bỏ cái diệp đi, tôi đập cái đầu chết đi. Chồng với con sao mà khổ thế cơ chứ gì? Hai chúng tôi chỉ hứa kể từ nay không lương khương, không quấy quá, không dòng dạ chỉ nữa, sẽ là người công dân chân chính như bao người khác. Và thưa quý vị thân mến thì xin cảm ơn đội gà hay rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và quý vị xin mời các bạn hãy có ý kiến đi nhá. Trước khi tôi về chỗ, cảm ơn tất cả bà con. Con chúc thầy mạnh khỏe. Ngày mai là một ngày đại lễ, mong thầy nhận được tiền và mưa nước phất đà. Còn tôi thật thỉnh cầu với tất cả bà con ở đây, ngày mai là ngày đại lễ, dù chúng ta dù nghèo dù khó, dù khó đến đâu, chúng ta ngày mai tất cả làng hướng về cội nguồn, công đức ít chút cho thầy đỡ lo. Chào và xin được cảm ơn đội ngày vẫn được tuyệt vời đúng không ạ? Chúc cho các cô các bà luôn có thật nhiều sức khỏe để vào những dịp khác tuổi để giao lưu văn nghệ của làng. Anh Thủ, anh nghe quảng cáo luôn ở trên của làng mình luôn đúng không ạ? Lẩu dê anh Thủ đúng không ạ? Đúng không ạ? Anh Thủ đúng không ạ? Em không thấy anh ở đây, anh tài trợ anh mình không nhìn đâu ạ. Và thưa quý vị thân mến, vì ngày tiếp theo chương trình ngày hôm nay xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng hướng chọn gia đình của mình sân khấu để chào đón nữ ca sĩ Thu Hương của Hội Phụ Nữ sẽ gửi đến cho từng vị một nhạc phẩm vô cùng ý nghĩa về Phật Phật âm với nhạc phẩm Nguyện Quán Âm. Một tràng pháo tay thật lớn từ tất cả quý vị đúng không ạ? Con nghe tai nhà thờ, mình nhìn nhau đầu ban tươi.
Anh xin được gửi tới dành tặng tất cả quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Cho con gánh mẹ một lần, cả đời mẹ đã tỏ tận gánh con. Cho con gánh mẹ đầu non, cả lòng mẹ đã gánh con biển trời. Ngày xưa mẹ gánh hà ơi, ngày nay mẹ gánh những lời mẹ ru. Chọn tầm nhìn cùng với sân khấu để chào đón nữ ca sĩ Mỹ Duyên của Hội Phụ Nữ sẽ gửi đến tất cả quý vị nhạc phẩm mang tên Vào Chùa. Một tràng pháo tay thật lớn tất cả quý vị đúng không ạ? Yeah.
mình không hát người, liền ăn liền chỉ nụ cười trao duyên. Ôi sao vậy? Không có tiếng người yên tiếng trầu. Thank you.
Và tiếp theo sẽ là lãng hoa tươi thắm của tổ thiện nam chùa Mỹ Cầu. Xin được mời các thành viên của tổ thiện nam chùa Mỹ Cầu sẽ chuẩn bị lãng hoa của mình để dành tặng cho buổi lễ khánh thành ngôi Tam Bảo giai đoạn 1 ngày hôm nay. Cho buổi lễ khánh thành ngôi Tam Bảo giai đoạn 1 chùa Quang Minh trong buổi sáng ngày hôm nay. Và xin được mời lãng hoa tươi tắm của tổ thiện nam chùa Mỹ Cầu. Và xin được mời Đại Đức Thích Thanh Nguyên sẽ nhận lãng hoa đến từ tổ thiện nam chùa Mỹ Cầu. Để dành tặng chúc mừng đến với buổi lễ khánh thành ngôi Tam Bảo giai đoạn 1 của chùa Quang Minh trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin được mời tổ tín nữ của chùa Mỹ Cầu sẽ có một lãng hoa tươi thắm để dành tặng ngày hôm nay. Hôm nay để có những lãng hoa tươi thắm để dành tặng cho buổi lễ khánh thành, xin được trân trọng kính mời. Vâng, và tiếp theo thì xin được mời tổ xây dựng trường. Vâng, xin được tiếp theo thì xin mời lãng hoa của tổ xây dựng trường Hà. Và xin được mời đại diện sẽ lên tặng hoa. Hoa của nhà cung cấp dàn giáo Phùng Quang sẽ chuẩn bị. Và xin được mời toàn thể các quý vị đại biểu, quý vị khách quý, chúng ta cùng quay trở lại sân sự kiện ngày hôm nay để cùng có những lãng hoa tươi thắm để chúc mừng. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, nhà cung cấp dàn giáo xây dựng Phùng Quang là một hộ kinh doanh được thành lập từ năm 2012 cho tới nay để phục vụ cho mọi công trình xây dựng của thôn và huyện Bình Giang. Trong những năm qua, Phùng Quang luôn đồng hành và phục vụ nhà chùa để thi công những công trình của nhà chùa cho tới nay. Và xin được chúc mừng cho nhà cung cấp dàn giáo Phùng Quang sẽ ngày càng phát triển và thành công hơn nữa. Vâng ạ, và xin được mời đoàn cán bộ của thôn Mỹ Cầu sẽ có một lãng hoa tươi thắm để gửi tặng ngày hôm nay ạ. Xin được trân trọng kính mời. Vâng ạ, xin được mời đoàn đại biểu cán bộ của thôn Mỹ Cầu sẽ có một lãng hoa tươi thắm để dành tặng ngày hôm nay. Do ông Phạm Văn Ống, trưởng thôn làm trưởng đoàn, kính tặng. Và xin mời quý vị chúng ta hãy cùng nổ một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng được không ạ? Và tiếp theo, xin được mời lãng hoa của tổ xây dựng trường Hàng sẽ chuẩn bị để kính tặng. Và xin mời quý vị chúng ta hãy cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho ban cán bộ của thôn Mỹ Cầu cùng bà con nhân dân có một lãng hoa tươi thắm để gửi tặng. Và tiếp theo xin được mời tổ xây dựng trường Hà sẽ có một lãng hoa để gửi tặng ngày hôm nay. Và tiếp theo sẽ là lãng hoa của dòng họ Vũ Đức, thôn Mỹ Cầu chúc mừng. Xin mời lãng hoa của dòng họ Vũ Đức chúng ta sẽ chuẩn bị. Và xin mời quý vị chúng ta hãy cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng được không ạ? Xin mời camera sẽ lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất ngày hôm nay. Và quý vị chúng ta hãy cùng nổ một tràng ơn. Và xin được mời các thành viên của hội bạn học niên khóa 1983 thôn Mỹ Cầu sẽ chuẩn bị lãng hoa của mình để kính tặng.
Vâng, và xin được mời quý bà con nhân dân chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để cảm ơn. Và tiếp theo xin được mời hội bạn học niên khóa 1983 thôn Minh Cầu sẽ có một phần lãng hoa tươi thắm để kính tặng chúc mừng ngày hôm nay. Và tiếp theo sẽ là lãng hoa của hội đồng niên 1973 và sẽ có một lãng hoa của hội sẽ lên sân khấu để chuẩn bị. Và xin mời quý vị chúng ta dành một tràng vỗ tay để chúc mừng được không ạ? Và tiếp theo sẽ là lãng hoa tươi thắm của hội đồng niên 1973. Sẽ có một lãng hoa tươi thắm để kính tặng ngày hôm nay. Xin mời. Cử sẽ chuẩn bị ạ. Và xin mời quý vị chúng ta hãy cùng dành những tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho những lãng hoa ngày hôm nay. Những lãng hoa tươi thắm gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến với buổi lễ khánh thành ngôi Tam Bảo giai đoạn 1 chùa Quang Minh. Và tiếp theo thì xin được mời hội đồng hương thôn Tiền Cử sẽ có một lãng hoa tươi thắm để kính tặng. Xin mời. Và tiếp theo sẽ một lãng hoa tươi thắm của Phật tử Vũ Văn Tóc. Chúc mừng cũng như cảm ơn hội đồng hương thôn Tiền Cử. Theo sẽ là một lãng hoa của hội gái làng lấy chồng tại khu 1 thị trấn Kẻ Sặt. Sẽ có một lãng hoa tươi thắm để gửi tặng ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Và xin mời quý vị chúng ta cùng dành những tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho những lãng hoa tươi thắm ngày hôm nay. Và xin được mời hội gái làng lấy chồng tại khu 1 thị trấn Kẻ Sặt sẽ có một món hoa, sẽ có một bó hoa, một món quà để gửi tặng cho buổi lễ khánh thành. Xin mời. Và lãng hoa tươi thắm tiếp theo thì xin được mời đại diện của chùa Yên Phụ, chúng ta sẽ chuẩn bị lãng hoa tươi thắm của mình để gửi tặng ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Một lần nữa thì xin được mời hội gái làng Mi Cầu lấy chồng và Mê Khê sẽ có một món quà dành tặng cho buổi lễ ngày hôm nay. Xin được mời. Chúng ta hãy cùng đổ một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng. Để dành tặng ngày hôm nay và xin mời đại đức Thích Thanh Nguyên sẽ lên sân khấu để nhận hoa.
ta. Ban chấp hành hội Phật tử Ba Khu Thượng Trung Hạ sẽ lên sân khấu để chúc mừng. Cảm ơn những lãng hoa tươi thắm đã dành tặng đến với buổi lễ khánh thành ngôi Tam Bảo Gia Đại Một Chùa Quang Minh trong buổi sáng ngày hôm nay. Và tiếp theo thì xin được mời các thành viên của tổ xây tiền chùa Mi Cầu, chùa Kẻ Sặt sẽ có một lãng hoa tươi thắm để chúc mừng. Xin mời. Và tổ đại lễ khánh thành ngày hôm nay xin được trân trọng kính mời. Để chúc mừng được không ạ? Và tiếp theo thì xin được mời hội Bát Nhã của chùa Kẻ Sặt sẽ có một lãng hoa tươi thắm để chúc mừng và kính tặng. Và xin được mời lãng hoa tươi thắm của tổ Bát Nhã chùa Kẻ Sặt chúc mừng cho đại lễ ngày hôm nay. Vỗ tay thật lớn để cảm ơn những món quà ngày hôm nay để chúc mừng cho đại lễ khánh thành ngôi Tam Bảo Gia Đại Một chùa Quang Minh. Ban hộ tử sẽ có một lãng hoa để chúc mừng ngày hôm nay, xin mời. Và xin mời đại đức Thích Thành Nguyên ta sẽ lên sân khấu để nhận hoa. Vâng, quý vị chúng ta hãy cùng dành những tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng và cảm ơn những lãng hoa tươi thắm. Và tiếp theo thì xin được mời lãng hoa của tổ Thiện Xanh chùa Kẻ Sặt cùng với công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại sắt thép Đạo Trang sẽ lên sân khấu để tặng hoa chúc mừng. Xin mời. Của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại sắt thép Đạo Trang dành tặng. Thank you.
đến chơi nhà, mấy khi khách đến chơi nhà, đốt khăn quạt hương pha trà mời người dùng. Trà này khi ăn người ơi, mọi người rơi mỗi chén cho hai người lòng. Khách đến chơi để mơ dâu mà đi lại đi mấy cao biển là đó thằng là em đi đau xuống thấy trời yêu thấy trời linh à nhà gần chùa là chùa cha mẹ mấy thiên hương ý sáng nghi cả yêu sáng nghi cả vườn đào người là người ngồi đây mấy người nào là con không là có ơi à lên chăng sẽ sợi chầu tĩnh chầu tĩnh chầu tân bách phượng chầu mình chầu ta chầu này em tĩnh tối mưa em dẫu thầy dẫu mẹ tan ra mời người thì tay em lắng phải cười có đừng nhìn em nhớ đến em chồng phải cười có đừng nhà cháu cháu tên ơi à người là thanh nghi phượng cùng dân là dân chạm hóa tay ạ. Vâng, xin được cảm ơn tiết mục biểu diễn của Vũ Hưu. Và tiếp theo xin được mời tổ rượu thiện của chùa Kẻ Sặn sẽ có một món quà để kính tặng em nay. Và xin được mời Đại Đức Thích Thanh Nguyên sẽ lên sân khấu để nhận món quà. Xin được trân trọng kính mời tăng của mình để kính tặng ngày hôm nay. Và xin được mời Đại Đức Thích Nguyên Thiệu sẽ đại diện để tặng hoa để chúc mừng cho những món quà, những lãng hoa tươi thắm đã gửi tặng cũng như là kính lễ đến với lễ khánh thành ngôi Tam Bảo giai đoạn 1 của chùa Quang Minh trong buổi sáng ngày hôm nay. Nguyên Thiệu sẽ đại diện để tặng hoa. Xin được mời Đại Đức Thích Thanh Nguyên sẽ nhận lãng hoa tươi thắm ngày hôm nay. Xin mời.
1982 sẽ có một lãng hoa tươi thắm để chúc mừng ngày hôm nay, và xin được cung thỉnh đại đức Thích Thanh Nguyên sẽ lên sân khấu để nhận hoa. Vâng, quý vị, chúng ta hãy cùng dành những tràng vỗ tay thật lớn để cảm ơn những món quà, những lãng hoa tươi thắm đã kính tặng cho buổi lễ khánh thành ngôi Tam Bảo Gia Đình 1 ngày hôm nay. Nam Mô A Di Đà Phật. Lần đầu tiên cho các con bỏ phúc sẽ được gửi lời chào kính trọng nhất đến các cụ hai giới quý thị thức Phật tử đang có mặt tham dự trợ duyên và cầu nguyện phúc lành cho đại lễ lạc thành do đại một chùa Quang Minh, thôn Mi Cầu, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang trong buổi sáng hôm nay. Những tràng vỗ tay thật lớn, thật dài, thật mong nhiệt các đồng không ạ? Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Buổi sáng hôm nay thì đúng là một nhân duyên và cũng là một phước đức vô cùng lớn cho người con Phật tử như con cùng quý vị. Khi con từ thành phố Hà Nội về đây có mặt lúc 7 giờ sáng để có lời ca tiếng hát dâng lên cúng giảng đại lễ sáng ngày hôm nay. Và Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và để trước khi vào cung đón cùng rước trên quý ngài cũng như quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng là quý vị Phật tử có mặt để chứng minh gia trì và cầu nguyện phúc lành cho buổi đại lễ sáng ngày hôm nay, thì sau đây con xin được trân trọng giới thiệu các quý vị đại biểu, các cô giáo trong trường trung học cơ sở tiểu học mầm non xã Tân Hồng sẽ có lãng hoa tươi thắm để cúng giảng đại lễ sáng ngày hôm nay. A Di Đà Phật ạ. Xin được nguyện cầu hoa tam bảo cho các gia hộ có thể cô có rất nhiều sức khỏe và sẽ mãi là những người lái đò tri thức để đưa mầm non những tài năng tương lai đặc biệt của xã Tân Hồng thành công trong cuộc sống. A Di Đà Phật. Những chào bố ta thật lớn, thật dài, thật long niên. A Di Đà Phật ạ.
đi từng bước trong cảnh đẹp, bước chân thì đại mắt an lạc, bước chân như hoa nở, em hành chuyển hóa thật thương hương, quan tâm tươi tốt thành màu lá, hướng thiện nhẹ nhàng mọi nẻo đường. Và bước này là rằng chúng con đã nhận thấy an lạc của những thứ tài thì chỉ còn tiềm thức những đại biểu những cái cách cùng đã góp phần vào cuộc giải thích con lâm để ra thì cầu nguyện những lành của đại lễ sáng ngày hôm nay. Và đặt một chùa Quang Minh, thôn Minh Cầu, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang sáng đầu hôm nay. Chúng ta vỗ tay thật lớn, thật dài, thật nồng nhiệt của quý vị đại biểu, quý vị khách quý để cung đón và cung dước thần khí tài. Và sau đây để chiêm thực hiện những tâm lý của thần khí tài cùng với các tiểu thư và đại khách quý. Xin mời đoàn thân sư dòng chùa Minh Quang Minh Giao Lộc Hải Dương sẽ có mặt của thân sư dòng để cùng giảng bài lễ sáng hôm nay. Chúng ta vỗ tay thật lớn, thật dài, thật nồng nhiệt. A di đà Phật ạ. Thank you.
Những tràng vỗ tay thật lớn, thật dài, thật ngon nhiên của quý vị A Di Đà Phật ạ. Lớn thật dài thật nồng nhiệt để tán thán công đức của màn múa lân xoay rồng vô cùng tuyệt vời, quý hóa và trang nghiêm của đoàn nâng sư rồng chùa Nghiêm Quang. A Di Đà Phật ạ. Sự khen lời cho ban tổ chức trân trọng thông báo và kính mời đến các cụ hai giới quý thiện hữu đức Phật tử. Chúng ta sẽ cầu nguyện hướng về đại lễ, hướng về sự quang lâm hùng tráng cổ trên chư tôn thiền đức, cũng như quý vị đại biểu, quý vị khách quý đại diện cho huyện Bình Giang, xã Tân Hồng và thôn Mỹ Cầu cùng sự trợ duyên đầy hỷ lạc của các cụ hai giới quý thiện nam tín nữ Phật tử, các doanh nghiệp, các cá nhân tập thể đã có mặt để hướng về đại lễ sáng ngày hôm nay. Cầu nguyện đại lễ được thành tín công đức viên mãn. Thời giờ này thay lời cho ban tổ chức, con xin được cung kính trên quý ngài, mời quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể quý vị Phật tử vui lòng hoan hỉ khởi thân trang nghiêm đứng dậy, chắp tay thành kính trước ngực hình bút sen để niệm thật lớn danh hiệu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cầu gia hộ. Chúng con xin cung kính trên quý ngài, sẽ được quý hoan hỉ khởi niệm ban tổ chức và chẳng chúng con xin được hoan hỉ cung kính hòa theo A Di Đà Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lần đầu tiên trước hết và trên hết cho phép con là bảo phúc pháp rèn kiện minh, xin được đầu thành đảnh lễ diện diện chứng minh cao quý của chư quý ngài, xin được tán thán diện diện trợ duyên đầy hỷ lạc của quý vị đại biểu, quý vị khách quý và cầu nguyện phúc lành cho buổi đại lễ lạc thành ở bùi chính điện Gia Lạc Môn của chùa Quang Minh sáng ngày hôm nay. Chúng con không biết nói gì hơn, chỉ xin cảm tạ tri ân diện diện chứng minh cao quý của trên quý ngài và xin được tán thán diện diện trợ duyên đầy hỷ lạc của quý vị đại biểu, quý vị khách quý và
toàn thể quý vị Phật tử. Xin quý vị cùng dành những tràng pháo tay thật lớn, thật dài, thật nồng nhiệt để chúc cho buổi đại lễ sáng ngày hôm nay được chính thức bắt đầu và thành tựu công đức viên mãn. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính hướng bái bạch trên quý ngài chứng minh. Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử đang có mặt tham dự trợ duyên và cầu nguyện phúc lành cho buổi đại lễ sáng ngày hôm nay. Mãi chùa như suối ngọt ngào, như trăng thu tỏa rạng rỡ tình thương. Đạo Phật đã hiện hữu trên quê hương Việt Nam yêu dấu như một luồng sinh khí mới thổi vào hồn dân tộc bằng chất liệu của từ bi và trí tuệ. Trên tinh thần vô ngã vị tha, Đạo Phật đã luôn đồng hành cùng với non sông đất nước và trải qua những thăng trầm xứ sở của quê hương, với ước mong chân lý Phật Đà sẽ mang lại niềm an vui giúp cho con người đạt được đến chân thiện mỹ. Chính vì vậy, ngôi chùa là nơi hội tụ khí thiêng của trời đất, là chốn quy ngưỡng của đời sống tâm linh và là nền móng xây dựng đạo đức nhân ái của người con Việt Nam. Chính vì lẽ đó, bao mái chùa đã xuất hiện giữa lòng nhân thế cũng không ngoài mục đích là giúp cho con người tìm về với cội nguồn của chính đạo, tu tâm dưỡng tính, ngõ hầu xóa dần đến những hệ lụy đau thương của cuộc đời. Kính bạch trên quý bà, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử, ngồi chính điện chùa Quang Minh nằm trong khu văn hóa tâm linh thôn Vi Cầu, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, vốn đã được xây dựng từ lâu đời, trải qua bao biến cố của thăng trầm lịch sử cùng với phong sương vũ bão nên ngôi tạm bảo đã bị xuống cấp nghiêm trọng về mặt kiến trúc, do đó không đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng của tâm linh của người dân Phật tử địa phương. Và công việc hoàng dương chánh pháp lại là quần sinh của sư thầy trụ trì Bản Tự. Do vậy nên vào ngày 29 tháng 1 năm 2021, được sự phát tâm hỷ cúng tịnh tài tịnh vận, thì trên sư thầy trụ trì của người dân Phật tử địa phương đã phát nguyện tâm bồ đề trùng tu lại ngôi tạm bạc chùa Quang Minh, thôn Mi Cầu, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, với sự giao hộ mượn của mười phương chư Phật, cùng sự phát tâm hỷ cúng tịnh tài tịnh vật, sức người sức của quý vị Phật tử địa phương, các doanh nghiệp, các cá nhân tập thể gần xa, đến nay thì ngôi tam bảo đã được thành tựu công đức. Và sáng ngày hôm nay, sáng ngày 29 tháng 1 năm 2023, nhằm sáng ngày 8 tháng Giêng năm Quý Mão, sư thầy trụ trì Bản Tự cùng lãnh đạo địa phương và nhân dân thôn nhà đã trang nghiêm long trọng tổ chức đại lễ khánh thành giai đoạn 1 chùa Quang Minh, thôn Mi Cầu, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, để cầu nguyện cho quốc thái dân an, cho thế giới hòa bình, cho chúng sinh được an lạc. Và đó chính là lý do của buổi đại lễ sáng ngày hôm nay. Mà thay lời cho ban tổ chức, chúng con muốn kính bạch lên chư Tôn Đức chứng minh cũng như thông báo đến quý vị đại biểu, quý vị khách quý và toàn thể quý vị Phật tử. Xin quý vị cùng dành những tràng pháo tay thật lớn, thật dài, thật nồng nhiệt. A Di Đà Phật ạ. Cung kính ngưỡng bái bạch trên quý ngài chứng minh. Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử đang có mặt tham dự trợ duyên và cầu nguyện phúc lành cho buổi đại lễ sáng ngày hôm nay, con xin đi đầu đại lễ và cung kính giới thiệu có sự diện và chứng minh cao quý của trên đại đức, với cương vị là ủy viên ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương và là trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Giang, trên đại đức đạo hiệu Thích Thanh Toàn A Di Đà Phật. Ban tổ chức chúng con còn nhận thấy có sự diện chứng minh cao quý của quý chư tôn đại đức tăng ni đang là trụ trì các già lang tự viện trong và ngoài huyện Bình Giang, chư tôn đại đức tăng ni ở đồng môn pháp phái, cũng như chư tôn đức quý thầy ở cùng lớp cao học trong học viện Phật giáo, cũng thầy Tinh Nguyên cũng có mặt để tham dự và chứng minh cũng chúc mừng đại lễ. Xin quý vị cùng dành những tràng pháo tay thật lớn, thật dài, thật nồng nhiệt. A Di Đà Phật. Về phía quý vị đại biểu, quý vị khách quý đại diện cho huyện Bình Giang, xin được tán thán và trân trọng giới thiệu sự có mặt và trợ duyên đầy hỷ lạc của ủy viên thường vụ huyện ủy huyện Bình Giang, ông Lê Vũ Dương. Xin được trân trọng giới thiệu có sự diện trợ duyên đầy an lạc của nguyên bí thư huyện ủy huyện Bình Giang, ông Vũ Dương Hoàng. Xin được trân trọng giới thiệu có sự diện trợ duyên đầy an lạc của nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Bình Giang, ông Vũ
quang đáng. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện trợ duyên đầy hỷ lạc của đồng chí chính ủy nhà hát quân đội, đồng chí Vũ Xuân Tuyên. Cùng các bà đại diện cho huyện ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc của huyện Bình Giang cũng bằng tham dự. Và trước buổi lễ, xin quý vị cùng dành những tràng pháo tay thật lớn, thật dài, thật nồng nhiệt, A Di Đà Phật. Về phía quý vị đại biểu, quý vị khách quý đại diện của xã Tân Hồng xin được trân trọng giới thiệu có các ông các bà đại diện cho đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc xã Tân Hồng do ông Vũ Văn Xuân, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã làm trưởng đoàn A Di Đà Phật. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện trợ duyên của chủ tịch mặt trận tổ quốc xã Tân Hồng, ông Lương Văn Thông. Xin được trân trọng giới thiệu có các ông các bà đại diện đến từ hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tân Phong do ông Trương Công Văn, phó giám đốc hợp tác xã làm trưởng đoàn A Di Đà Phật. Xin được tán thán sự hiện diện trợ duyên của các thầy cô trong ban giám hiệu ba nhà trường, trường mầm non, trường cấp 1, trường cấp 2 xã Tân Hồng, A Di Đà Phật. Về phía đại diện của thôn Mỹ Cầu, xin được trân trọng giới thiệu có các ông các bà là cán bộ và nhân dân của thôn Mỹ Cầu do ông Phạm Văn Ấm là trưởng thôn và là trưởng đoàn. Xin quý vị cùng dành những tràng pháo tay thật lớn, thật dài, thật nồng nhiệt và những tràng pháo tay thật lớn không ngừng nghỉ nữa để cảm ơn tám tháng sự diện trợ duyên của gần 1.000 quý vị Phật tử đã có mặt tại đây để tham dự trợ duyên và chúc mừng của lễ giáng ngày hôm nay. A Di Đà Phật ạ. Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử đang có mặt tham dự và trợ duyên cầu nguyện đại lễ sắc ngày hôm nay để giúp quý vị cũng như những người con Phật có mặt trong buổi đại lễ sắc ngày hôm nay hiểu hơn về công lao và cũng như sự vất vả khó khăn của thầy trụ trì cũng như các ban ngành địa phương và nhân thôn nhà đã xây dựng nên là khu văn hóa tâm linh, đặc biệt là ngôi chính điện của chùa Quang Minh. Thì sau đây xin được trân trọng giới thiệu bài báo cáo quá trình xây dựng ngôi chính điện chùa Quang Minh do ông Lê Thanh Khu với cương vị là trưởng ban hộ tự và là ban kiến thiết sẽ lên để có bài phát biểu báo cáo quá trình xây dựng. Xin quý vị cùng dành những tràng pháo tay thật lớn, thật dài, thật nồng nhiệt. A Di Đà Phật. Xin được trân trọng kính mời ông Lê Thanh Khu. A Di Đà Phật ạ. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo và toàn thể bà con nhân dân Phật tử xa gần, được sự ủy quyền của chư thầy chủ trì và ban kiến thiết xây dựng nhà chùa Quang Minh, tôi xin được báo cáo công tác thu chi như sau. Qua thời gian xây dựng dưới sự hướng dẫn của thầy chủ trì, với sự đóng góp tiền của công chức của toàn thể bà con nhân dân làng Mi Cầu, đặc biệt với sự quyết tâm cao của các tổ thọ xây dựng, các nhà hảo tâm, các con em xa quê, các công ty, xí nghiệp, các mạnh thường quân và được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp chính quyền. Kể từ ngày 19 tháng 1 năm Nhâm Dần đến ngày 29 tháng 1 năm Quý Mão, các công trình hạng mục của chùa Quang Minh đến nay đã đi vào sử dụng giai đoạn 1. Tôi xin được thông qua như sau về phần thu tiền động thổ cất lóc, bao gồm cả tiền tất cả bà con nhân dân Phật tử gần xa công đức về cột gỗ tại trong chùa là bằng 1.500.000.000, bởi vì còn một số cột hiện nay chúng ta chưa công đức hết cho nên chúng ta mới chỉ được có 1.500.000.000. Và còn về phần chi thì cái phần chi thì của chúng ta gồm các hạng mục như sau: tiền mua gỗ là 5.300.000.000, tiền mua ngói 400.000.000, tiền lợp ngói bằng 300.000.000, tiền công thợ mộc của chúng ta là 1.200.000.000, tiền đặt tiền tượng là 980.000.000, tiền chúng ta làm câu đối đại tự bằng 300.000.000 và tiền nguyên vật liệu để xây dựng là 1.200.000.000. Tổng chi của chúng ta là 9.680.000.000. Về phần thu của chúng ta là có 1.500.000.000 mà chúng ta chi 9.680.000.000. Hiện nay chùa của chúng ta hiện tại là hãng còn đang thiếu là 8.180.000.000. Đấy, thì là vì
Nói thật với bà con là chúng ta cũng gặp một số mùa dịch Covid và cũng có cái thu nhập nó bớt đi, nhưng được cái là toàn bộ sự đóng góp về nhân lực của thôn Mi Cầu chúng ta, nhất là các tổ thợ, để đến hôm nay là ngôi chùa của chúng ta đã được coi như là đi vào giai đoạn 1 là cũng đã được tọa nguyện một phần rồi. Kính bạch chư tôn thiền đức chứng minh, kính thưa các đồng chí lãnh đạo và toàn thể bà con nhân dân Phật tử xa gần, vừa rồi tôi đã báo cáo về phần thu chi các hạng mục công trình xây dựng chùa Quang Minh. Đến nay vẫn còn một số hạng mục công trình của chúng ta vẫn đang hoàn thiện dở, chưa được đi vào sử dụng. Vậy tôi xin thay mặt ban kiến thiết kêu gọi toàn thể các bà con nhân dân, các mạnh thường quân, các công ty xí nghiệp và các nhất là các em con em xa quê có điều kiện là hãy cố gắng giúp đỡ cho nhà chùa về công sức tiền của để một số hạng mục công trình của nhà chùa sớm được đi vào sử dụng lốt. Và trước khi dừng lời, con xin thay mặt ban kiến thiết kính chúc chư tôn thiền đức pháp thể khinh an tuệ đăng thường chiếu Phật sự viên lành, kính chúc các cấp chính quyền, toàn thể Phật tử gần xa, các mạnh thường quân chúc cho buổi lễ của chúng ta ngày hôm nay đạt thành công tốt đẹp. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tạm ngồi phạm vũ trang nghiêm, ăn cũng hết, mặc cũng mòn, cúng dường tam bảo thì phúc còn mai sau. Có thể nói không bỏ như duyên phước đức cho những ai trong cuộc đời này cũng có cái công sức công lao để công đức vào việc làm chùa tổ tượng. Quý vị Phật tử đã lắng nghe lời phát biểu báo cáo xây dựng của trưởng ban hộ tự và là ban kiến thiết xây dựng chùa Quang Minh với tổng kinh phí là hơn 9 tỷ nhưng vẫn còn nợ âm hơn 8 tỷ nữa. Vì vậy con rất là mong cùng với thầy trụ trì cũng như các bác đạo địa phương rất là mong và xa sức kêu gọi các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các cá nhân tập thể, những người con em xa quê sẽ luôn là những người Phật tử thuần thành của chùa Quang Minh tam bảo cũng như là cái nơi nương tựa chốn tâm linh của quý vị Phật tử ở trong địa phương khi mà không có duyên lành với thầy trụ trì là Đại Đức Thích Thanh Toàn, thôn Mi Cầu cũng xã Tân Hồng được hưởng những điều an lạc và hạnh phúc nhất. Và giờ đây thay lời cho ban tổ chức cũng như nhân dân địa phương, chúng con rất là muốn lắng nghe những lời đạo từ dạy bảo vàng ngọc của trên Đại Đức với cương vị là trụ trì chùa Quang Minh và là trưởng ban tổ chức đại lễ sáng ngày hôm nay, sẽ có đôi lời dạy bảo sách tấn những người Phật tử có mặt trong buổi sáng hôm nay. Và xin quý vị cùng dành những tràng pháo tay thật lớn thật dài để đón nghe lời đạo từ vàng ngọc của trên Đại Đức Thích Thanh Toàn, ủy viên ban trị sự Giáo Phật Giáo Việt Nam huyện Bình Giang và là trụ trì chùa Mi Cầu, trưởng ban tổ chức đại lễ sáng ngày hôm nay. Chúng con xin cung kính trên Đại Đức A Di Đà Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Quang Minh Hội Thượng, chư vị lịch đại tổ sư tác đại chứng minh. Kính bái bạch trên chư tôn thiền đức chứng minh. Kính thưa các quý vị đại biểu, đại diện lãnh đạo đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể của huyện Bình Giang, xã Tân Hồng và địa phương sở tại. Thưa toàn thể bà con, nhân dân Phật tử xa gần, ngày hôm nay tại chùa Quang Minh, chúng tôi cùng với chính quyền địa phương và nhân dân Phật tử long trọng tổ chức lễ khánh thành giai đoạn 1 công trình chính điện chùa Quang Minh. Chúng tôi rất là vui mừng được đón tiếp chư tôn đức cũng như sự hiện diện tham dự của toàn thể quý lãnh đạo, chính quyền các cấp và bà con nhân dân Phật tử. Trước hết xin được thành tâm kính nguyện và cũng nhân dịp xuân mới xin được gửi lời kính chúc tới toàn thể các quý vị và gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng và thành đạt mọi sở nguyện. Nam mô A Di Đà. Kính bạch trên chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý điệt vị, bản thân chúng con thì có nhân duyên với Phật giáo huyện Bình Giang. Chính thức năm 2002 thì chúng con về trụ trì chùa Kẻ Sạt. Thế và thời điểm đó thì những người con xuất gia vẫn còn rất hạn chế. Thế và số lượng tăng sĩ của huyện Bình Giang thì lúc đó là đếm trên đầu ngón tay được.
Thế và những ngôi chùa lân cận, ví dụ như chùa Mi Cầu đây, thì chúng con cũng có duyên lành được gieo duyên. Thế và chính thức về để mà đảm trách cái cương vị kiêm nhiệm trụ trì thì phải cho đến khoảng năm 2010. Tuy nhiên là với cương vị kiêm nhiệm nhưng mà chúng con cũng chỉ qua lại rồi phục vụ tín ngưỡng cho bà con. Thế và mọi việc vẫn là do nhân dân cùng với chính quyền địa phương quản lý trông nom. Cho đến năm 2018 thì con chính thức là giao cho đệ tử của con là Đại Đức Thích Thanh Nguyên về cùng với nhân dân chăm lo công việc Phật sự tại địa phương. Thế và đến năm 2021, trong thời gian dịch bệnh, được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền huyện Bình Giang, rồi địa phương xã Tân Hồng, nhân dân Phật tử thôn Sở Tạ, thì Đại Đức Tâm Nguyện Thanh Nguyên cùng với chính quyền địa phương có tâm nguyện là mở rộng khuôn viên, rồi trùng tu lại ngôi chính điện. Thế và đây là một cái việc làm hết sức là ý nghĩa, và nó thể hiện cái tinh thần nỗ lực, cố gắng, quyết tâm trước hết là của các cấp chính quyền địa phương, thứ nữa là của Đại Đức trụ trì. Thế và để mà công trình chúng ta hoàn thiện được như ngày hôm nay thì bà con nhân dân Phật tử chúng ta cũng biết rằng là rất nhiều công, nhiều sức, nhiều trí tuệ và tâm huyết vô cùng lớn mới có thể có được cái ngôi chùa khang trang to đẹp hiện diện như chúng ta đang nhìn thấy. Thế và ở thời điểm hiện tại, cùng với đệ chùa thôn Mộ Trạch của Đại Đức Tâm Nguyện, Phó trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Bình Giang, và chùa thôn Mi Cầu của chúng ta có thể được xem là hai cái điểm sáng, hai cái ngôi chùa đứng vào bậc nhất của huyện Bình Giang, cả hai ngôi chùa. Thế chúng ta phải chúc mừng cho cái sự kiện và cái công trình đặc biệt này. Đấy. Thế mà khi mà chính thức giao công việc cho Đại Đức Thích Thanh Nguyên thì chúng con cũng tin tưởng ở cái năng lực, rồi ở cái sự quyết tâm của Đại Đức khi mà khởi sự bắt đầu làm công trình này. Thế thì với bà con nhân dân Phật tử thì chúng tôi nghĩ rằng mọi người là những người gần gũi thân thương nhất với Đại Đức Thanh Nguyên, bởi vì các quý vị cùng bàn bạc, cùng làm việc và cùng chăm lo để xây dựng cái ngôi chùa này. Thế thì để dùng những cái lời mà tán thán công đức hay là khen ngợi thì có lẽ không phù hợp, mà bà con nhân dân Phật tử chúng ta sẽ cảm nhận và để thấy được cái sự nỗ lực vô cùng to lớn của Đại Đức với quê hương chúng ta, cái tấm lòng của Đại Đức với quê hương, với ngôi chùa của địa phương chúng ta. Thế thì thấy được những cái thành quả, thấy được những cái sự nỗ lực to lớn như thế thì chúng tôi cũng mong rằng về phía chính quyền địa phương, các bác sẽ tạo những cái điều kiện thuận duyên nhất cho Đại Đức tu thân, hành đạo và phát triển cơ sở Phật giáo tại địa phương. Và cái tinh thần phát triển cơ sở Phật giáo ở đây không phải là phát triển ngôi chùa cho thầy Toàn hay phát triển ngôi chùa cho Đại Đức Tâm Nguyên, mà là cùng với địa phương để xây dựng một công trình văn hóa tín ngưỡng tâm linh, đó, góp phần vào cái sự phát triển chung của địa phương, chứ không phải dành cho Đại Đức Tâm Nguyên hay cho chính bản thân cá nhân tôi là Đại Đức Thanh Toàn. Khi Phật giáo du nhập vào Việt Nam từ những cái thế kỷ thứ nhất, thứ hai, là nhân dân người Việt chúng ta đã cùng nhau quyên góp công đức để xây chùa. Thế rồi trong suốt cái chiều dài lịch sử, trong cái thời kỳ đấu tranh để bảo vệ giành lại chủ quyền độc lập cho dân tộc, thì ngay như vua Lý Nam Đế, vị vua, cái vị mà xưng đế đầu tiên trong lịch sử của Việt Nam, thì ông chỉ trị vì có khoảng vài chục năm thôi. Đấy, với cái triều đại Tiền Lý chỉ tồn tại từ 548 cho đến 601. Trước kia thì nó thuộc Hoài Đức,
Đấy, và nó xây dựng ở mé bên ngoài đê sông Hồng. Thế sau này dưới thời Lê thì mới chuyển ngôi chùa từ bên ngoài đê vào trong nội thành Hà Nội, mà bây giờ nằm trên đường Thanh Niên đó, đó. Và bây giờ có tên là chùa Trấn Quốc đó. Thì cái chùa khai quốc là cái chùa mở nước đầu tiên. Thế trước đó thì đã có những ngôi chùa rồi. Thế nhưng mà vua Lý Nam Đế đã, ngay khi mà ông xưng đế thì ông đã cho xây dựng cái ngôi chùa đầu tiên là cái chùa khai quốc, để đánh dấu cái sự kiện khai nước, mở nước, thành lập nước của mình, và cũng đánh dấu cho cái sự kiện xưng đế của mình. Thì chính trị quân sự của Việt Nam cũng luôn luôn dành những cái tình cảm ưu ái đặc biệt cho Phật giáo. Và có những thời người Việt chúng ta là vua Lý Nam Đế, vua Lý Công Uẩn, từ một chú tiểu chùa trở thành một vị vua, rồi vua Nhân Tông Thánh Tổ của chúng ta từ một vị vua trở thành một vị Phật. Đây là những cái sự kiện rất đặc biệt trong lịch sử Phật giáo Việt Nam và trong lịch sử dân tộc của chúng ta. Thế và dù bất kỳ ở thời đại nào thì Phật giáo cũng luôn luôn đóng góp hòa mình cùng với dòng chảy của dân tộc, thể hiện cái vai trò hộ quốc an dân một cách sâu sắc. Ngay từ những cái bước đầu thành lập thì các triều đại đã nhờ vào các vị sư và đã tấn phong cho các vị sư là các vị khuông Việt hay các vị quốc sư. Khuông Việt là người phò vua giúp nước. Thế mà các vua luôn luôn ủng hộ, trên từ vua chúa, dưới cho đến sĩ thứ muôn dân, mọi người đều đồng lòng để người thì cúng tiền của, người thì quyên vàng bạc để xây chùa, để tạo tượng, để đúc chuông. Thế và cái truyền thống này nó gắn liền trong cái đời sống văn hóa của người Việt chúng ta, gieo vào tâm thức của mỗi người chúng ta. Và chúng tôi tin rằng mỗi người Phật tử, mỗi người hiện diện trong cái buổi lễ ngày hôm nay, chúng ta cũng có cái dòng chảy về cái điều muốn gieo trồng nhân lành vào ngôi Tam Bảo, giống như các bậc tiền nhân của chúng ta đã làm đó. Và các cụ dạy rằng làm chùa, tô tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Thế thì trên quê hương của chúng ta, tất cả những cái sự kiện đầu tiên là Đại Đức chủ trì khởi sự việc đúc chuông, giống như gióng lên một cái hồi chuông cảnh tỉnh để cho bà con nhân dân Phật tử quay về với Phật Pháp. Đấy. Thế rồi tiếp bước là xây dựng cổng Tam Quan để kiến tạo cái thành trì bảo vệ Phật Pháp. Ai ai cũng đều tự hào về cái điều này. Đó, rồi cái gì? Mai này tôi bỏ quê hương, trao ôi bỏ trăng bỏ gió, rồi bỏ chuông bỏ chùa. Đó. Cái mà người ta xót xa, cái mà người ta thương nhớ đến chính là cái mái chùa. Thế thì đối với quê hương chúng ta, chùa là tổ mộ chi hương đảng, là cái ngôi mộ tổ của làng xã, là cái nơi mà nhân dân có được hưng thịnh hay không đều nương tựa vào các cái công trình tâm linh của địa phương, là ngôi chùa, là mái đình thờ Đức Thành Hoàng bên cạnh của chúng ta. Đó, những cái công trình văn hóa rất đặc biệt, đặc sắc trong đời sống văn hóa tâm linh của người Việt. Thế còn đối với mỗi người chúng ta, cá nhân trong cuộc sống thường nhật, và nó gắn liền với cái đời sống thường nhật của tất cả mọi người, để chúng ta sinh ra đứa con cũng đến chùa lễ Phật cầu phúc cho con, nuôi con lớn mong con đỗ đạt cũng đến chùa để cầu cho con đỗ đạt, dịch xây dựng vợ gả chồng cho con đến chùa mong cầu cho con được hạnh phúc, các cảnh giới an lành. Đó. Thế rồi đời sống thường nhật thì gì? Nhà chúng ta không may con lợn nó ốm cũng đến chùa cầu Phật gia hộ cho đàn gia súc nó được bình an. Không may mất tài vật ở trong nhà cũng đến chùa cầu Đức Ông mong giúp cho tìm được cái tài vật sớm nhất. Đó. Thế thì tất cả những cái cuộc sống thường nhật của chúng ta đều gắn với chùa. Thế và trong lịch sử thì chùa còn là trường dạy học, là bệnh viện chữa trị, cứu chữa bệnh cho đi. Cái hình ảnh ngôi chùa đó, cái ngôi chùa nó không tồn tại, nhưng cái hình ảnh ngôi chùa nó vẫn tồn tại mãi mãi trong tâm thức của mỗi người chúng ta. Để khi mà điều kiện kinh tế của chúng ta phát triển, khi mà điều kiện chúng ta lại được khơi dậy lại, và chúng ta lại cùng nhau
để chăm lo xây dựng ngôi chùa, để cùng nhau khôi phục lại ngôi chùa. Đây là một cái nét đẹp rất đặc sắc. Các bác làm lãnh đạo thôn đấy, là rồi tiếp đến các bác hiện từ thiện đây là bác Ấm, để trải qua rất nhiều các thời lãnh đạo, nhưng mà mọi người đều luôn luôn đồng lòng với nhân dân Phật tử, với các tăng sĩ là mong làm sao xây dựng lại được ngôi chùa. Thì khi mà xây dựng lại ngôi chùa này, và cho đến tận những ngày giáp Tết 29-30, các tổ thợ xây thợ mộc rồi bà con nhân dân Phật tử vẫn đến sẽ công đức bằng công sức, bằng tiền của. Còn cái gì mà không làm được thì mới nhờ đến các tổ thợ, ví dụ như thợ mộc đó, thì chúng ta mới phải mất tiền công thôi. Thế còn lại toàn bộ là công sức của bà con, và cái sản có thể tổng hợp hết được những cái điều đó. Thế và trong cái buổi lễ ngày hôm nay, chúng tôi xin được thay mặt cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Giang, và nhân danh cá nhân là đương vi ngôi trụ trì chùa quê hương chúng ta, chúng tôi xin được tán thán công đức và trân trọng ghi nhận công đức của toàn thể các quý điển hình. Thế và về phần kinh phí thì chúng tôi biết rằng các quý vị và cái sự công đức của các quý vị chính là sự đóng góp tâm linh làm cho ngôi chùa trở lên linh thiêng, làm cho ngôi chùa trở lên bằng công sức của mình để ủng hộ cho thầy, động viên thầy về mặt tinh thần. Đấy là những cái sự công đức vô cùng to lớn của nhân dân, góp phần vào cái việc xây dựng chùa quê hương chúng ta. Bột tiếp nó thành cháo, rồi bột từ từ nó thành cơm, mà không những nó thành cơm rồi nó còn phải thành cỗ. Thế thì chúng ta cứ bột từ từ. Thế mà các cụ cũng dạy rằng là công nợ thì trả dần, cháo nóng thì cũng vùn quanh. Nếu ai đó trong các Phật tử ngồi đây có tiền dư thóc mục mà dự trữ cho mình những cái lâu dài chưa sử dụng đến, hoan hỷ phát tâm mang cho thầy trụ trì vay tặng, mượn tặng tố hảo ngôi chính điện của chúng ta, làm nơi quy ngưỡng cho tất cả mọi người. Vừa có sư, nhân dân chúng ta phải hoan hỷ với những cái điều này. Và trong suốt quá trình xây dựng thì chắc chắn không tránh khỏi những ý kiến về một nữa. Và có những cái điều gì đó chúng ta chưa thực sự hoan hỷ, chưa thực sự hiểu hơn tới các quý vị lãnh đạo các cấp đã có sự quan tâm đặc biệt, và mong rằng chính quyền địa phương là những người gần gũi nhất. Các cụ dạy rằng quan thì xa, bản nha thì gần. Đó, ngày hôm nay chúng tôi tất cả mọi việc là nhờ vào bản nha, nhờ vào bí thư chi bộ bộ của địa phương, nhờ vào ông trưởng thôn và toàn thể bà con nhân dân Phật tử, các tổ chức hội đoàn của địa phương. Mọi khó khăn mong rằng được giải quyết trong thời gian sớm nhất. Thế và bà con nhân dân Phật tử xa gần, với tấm lòng thành kính của mình về chùa thắp hương lễ Phật, cũng tạo những cái điều kiện thuận riêng nhất cho chúng tôi có những cái thuận riêng trên bước đường tu thân hành đạo và xây dựng cơ sở để hoằng dương Phật pháp, làm lợi lạc cho quần sinh và góp phần vào cái việc phụng sự tổ quốc, bảo vệ hòa bình theo đúng phương châm hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trước khi dừng lời, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn và tán thán công đức tới toàn thể quý điển vị. Kính nguyện mười phương tam bảo gia hộ cho các quý vị và gia đình luôn được bình an khang khát, thành tựu mọi sở nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. Và sau đây thì chúng tôi xin được một lần nữa cảm ơn toàn thể các quý điển vị trong quá trình tổ chức công việc có những thiếu sót, mong các quý vị nhiệt tình hoan hỉ. Và trước khi dừng lời thì chúng tôi xin được thay mặt cho ban tổ chức trân trọng kính thỉnh chư tôn đức cùng các quý vị, chúng ta sẽ tiến về trước ngôi đại hùng bảo điện để cùng thực hiện phần nghi lễ quan trọng nhất của buổi lễ ngày hôm nay, là lễ nhất tăng khánh thành. Về phía chư tôn đức, chúng tôi xin được cung thỉnh đại đức Thích Thanh Toàn chủ trì chùa Quang Minh, đại đức Thích Thanh Nguyên đương vi ngôi
phó chủ trì. Thế là về phía lãnh đạo, chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Lê Vũ Dương, ông Vũ Văn Xuân, ông Vũ Văn Đá, ông Vũ Xuân Vũ Dương Hoàng, ông Vũ Xuân Tiên và ông Đặng Văn Ấm trở về phía trước ngôi đại hội bảo điện để cùng với ban tổ chức tham dự nghi lễ các ban khánh thành và tiến về chính điện để liêm hương bạch Phật, cầu nguyện quốc thái dân an, cầu nguyện cho Phật sự của chúng ta được thành tựu viên mãn. Và trân trọng kính mời toàn thể bà con nhân dân Phật tử chúng ta đồng khởi thân hướng về ngôi đại hùng bảo điện để cùng với chư tôn đức thực hiện phần nghi lễ trang trọng đưa công trình tâm linh của chúng ta vào sử dụng. Nam mô A Di Đà Phật. Và hiện thật lớn danh hiệu Đức Phật A Di Đà ba lần để cung dịch trên quý ngài và bằng những địa điểm quý vị khách quý cũng như là quý vị đại biểu các năm khánh thành A Di Đà Phật. Thank you.
Thay mặt cho ban tổ chức xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý, toàn thể quý Phật tử cũng như là bà con nhân dân, chúng ta hãy ở lại để dự một bữa tiệc chay thay cho lời cảm ơn. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nhân ngày khánh thành chùa Quang Minh, con xin gửi tới bài thơ Ngân Hàng Tây Phương. Ngân Hàng Tây Phương, cực lạc thanh bạch thường